Giờ Minh có vui không? Dạ Minh vui quá trời, tới Minh muốn khóc. Trời ơi. Rồi bữa nay Minh hồi sáng Minh đi đâu? Thì sáng Minh mới đi học. Rồi Minh có vui không? Dạ. Minh học cái gì với cái gì? Minh học Mandarin Bahasa với English. Rồi Minh mời ông bà cô chú đi siêu thị với Minh nha. Minh mời ông bà cô chú đi siêu thị với Minh nha. Ok, bây giờ nhà mình chuẩn bị đi siêu thị nha mọi người. Dạ, bye bye mọi người. Bây giờ cả nhà mình chuẩn bị đi siêu thị nhưng mà hôm nay anh rể mình đi làm. Hết lễ rồi đi làm rồi cho nên là cả nhà sẽ đi bằng taxi nha. Minh nó khoái lắm. Giờ lên taxi ngồi rồi nè. Giờ mình đã tới siêu thị rồi mọi người. Đi cũng tầm khoảng 10 phút rồi. Nhanh lắm, tại ở gần nhà. Hello. Mình đã tới siêu thị Wanutama rồi mọi người. Đi chơi một vòng ở siêu thị nha. Hôm nay không có đi cả gia đình hết, mình đi đánh lẻ mấy người thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng siêu thị nha. Lớn không? Không biết đi hôm nay hết không?
nó đi không nổi, nó đang lên xe ngồi. Cái này dễ thương. Nó dép nữa hả? Ủa mẹ đâu rồi? Mình What? Mấy cái sót này đẹp nè. Ngôi dị phân mà đây. Ngôi dị phân là cái gì? Cái đám cứng nè. Ừ. Mày đẹp ha. Nó có cái gì? Cái này 239 đồng. Là một đồng là 5.200. Đây là triệu mấy. Ừ. Là 200 mấy là tầm 1 triệu mấy. Ở trên mỗi cái trên mỗi cái chỗ ấy đồ là người ta sẽ có để giá tiền chung của nguyên một cái xào luôn. Giống như xào này 249. Mấy cái áo gì mà rất là dễ thương. Thôi, nhiều sọt đẹp lắm. Nhiều vậy? 159. Ừ, của Zara. Rất là nhiều mẫu bông tai đẹp luôn đó mọi người. Anh được ấy ấy chừng tay được được hai đôi này mọi người nó ừ, thôi đừng nó không đó. Có giống không, nó không có giống, nó phải giống là nó phải khác hẳn mới được. Đôi này cũng có duyên rồi. Nó lỏng luôn. Ừ. Wow. Mày hàng đầu. Hả? Nhưng mà cái nó mỏng không? Thấy cái này giọt tennis nè. Có cái đôi này đẹp nè. Giống cô dâu. Áo đầm đẹp mọi người. Cái này giá là 459. Mà không biết có sale off gì không. Không thấy. Ủa cái bộ này đẹp nữa. Bộ màu xanh này đẹp nữa. Mình thích mặc mấy cái kiểu váy vậy. Midi á, cái váy. Mẹ mẹ bộ này đẹp nha. Bộ này đẹp. Mặc trẻ trung. Ừ, cái đằng trước. Cái này không được, nhưng mà cái giá này cái gì vậy? Mình mua mấy đôi bông tai được giảm 30%. Shop này bán đồ đẹp. Thấy rồi mà tôi không thích. Đi chỗ khác thôi mọi người. Tính tiền xong rồi. Nghe người ta nói bây giờ mua 3 giảm 30%, cái lựa đúng 3 đôi thì ghê. Ừ. Escola. Nãy mình ở bên Zara ở bên kia. Đồ big size rộng mà thùng thình không à. Đi nè mèo ơi, đi kiếm thôi. Đâu mình nói rồi, mình. Bữa nay đi shopping mall rồi, ngày mai mình sao? Sao? Không nói à? Từ từ nè. Ê, hey, hey. Đi ơi. Hử? Do you wanna watch
lần mới lên vắng. Nè, năm đầu qua mình mới lên tầng 1 thôi. Rồi vô phát xanh đi lận coi. Đó. Đi bà Diễm mùa lại có đó bà. Bữa nay không có ai hết trời. Chúc đi qua chỗ xa xa đi. Đây. What? Bắc Sơn hay là Bắc Sơn? Ừ. Nó hỏi mẹ là Bắc Sơn. Nhìn con đẹp quá kìa. Không có đẹp. Không có đẹp. Để lại đi, để lại đi. Trong đó không có gì á chị. Trong cái ba lô. Bắt vô game là cái gì, có cái máy chơi đồ chơi. Siêu thị thì mình chưa có đi. Nhưng mà mình có phát xanh thì mình có vô bộ. Nhiều đồ baby cái cưng lắm mọi người. À. Cái xe này đẹp quá mọi người. Của baby. Trời ơi mấy cái áo nó dễ thương gì đâu á. Nhưng mà mình đâu có mua đây làm cái gì. Muốn nhỏ lại để xài được mấy cái đồ này nữa. Đẹp quá. Đi mẹ quê ơi. Hai lệch. Đi kiếm đồ ăn ăn. Chút nữa mình đi kiếm đồ ăn ăn. Hứa với nó là mua đồ chơi cho nó. Để nó đi học cho nó ngoan. Thì bây giờ phải làm theo lời hứa nè. Mẹ ơi, tì hứa gì với con vậy? Con nói cho mà cô chú nghe. Hả? Chán nguyên quá. Nhiều đồ chơi đó mọi người. Này dành cho bé gái. Mẹ ơi, con thích ở đây ạ? Ủa cái này là gì ta? Cái bếp đó gì nè? Có bếp nấu đồ ăn luôn hả? Mọi thứ gì Doraemon. Chưa, nó đang lựa. Ủa gì hả? Mấy ngay mấy hầu hi mấy ô trời hầu hi mơ Pokemon nè hầu hi xe nè trời ơi con cho coi á có gì nghe Pikachu đây con coi sao ra Charmander đâu đâu có hầu him ơi Charmander đây đưa cho nó hầu á biết hay Charmander đâu thon cái phay của nó cho tì coi quay mặt nó lại ơi his name is Charmander mình thấy đâu mình đi coi coi mình lựa cái nào. Yêu không con? Nhiều gấu thích cưng lắm mọi người. Qua đây là cho tha hộ nó chơi đi. Koala nè. Gấu thích cưng nha. Trời ơi, con mực nó mềm nè. Nó mềm xèo quá rồi thử đi. Con này gơ rồi. Kêu nó đi. Nó mềm xèo. Rồi đi lại Lego. Đâu nói này mềm xèo ơi, nó mềm xèo ơi. Con gấu này quá trời bự luôn á. Bên thôi nè. Kêu nó. Ôi. Con gì vậy? Cái này con gì đây? Con cái con nhím hay gì á? Ủa gì? Xách hen đi. Ok. Nhiều này rồi.
City. Đâu rồi? Ý, watch kìa. Watch đâu Minh? Hả? Watch chứ. Watch hả? Nằm lại đây con watch. Bia nè, cái từng á. Đâu con có coi watch không? Hử? Cái này làm như hay lắm nha, bởi vì có thể. Nè, trả lại cái. Oh, wait. 100 score luôn hả? Ủa không phải chọi vô đây rồi nó tưng lên sao? Không có biết nữa. Mình chọi vô đây nè rồi nó mới tưng lên. Mình làm lại. Thôi rác á. In the middle. Yeah, in the middle. Oh my gosh. Cái gì đây? What? Ủa mẹ đâu vậy Minh? Nó mất tiêu rồi. Nó luồn luồn đó không. Con này á là 23 đồng nha mọi người. Tầm khoảng 100 có gì á. 120. Lại quay coi gì. Hả? Unicorn 56 đồng. Con ngựa unicorn. Trời ơi cái đít con gấu bự kìa mẹ. Cưng. Lựa đồ chơi cho nó mà nãy giờ nó lựa cái gì không á. Mình mới đi vòng vòng nó chơi không. Con này như go and buy the milk tea. Go where you want to go. À see here the map à. Oh đồ đẹp quá mọi người ơi. Forever 21. Giờ mình vô mua trà sữa nha. Có bơm hay không. Coi cái best seller này. Mò. Cái này hơi bơ. Thank you. À, thank you. Mình mua trà sữa xong á thì mẹ quê với chị của mình đi vô trong shop Forever 21. Đang có sale off. Sale off. Mình lên trên một tầng nữa. Ê cái tàu hủ nè. À. Dragon này hồi đó mình có vô ăn rồi nè. Nhưng mà ở cái gì đâu? Ở sinh quay phải không? Lúc đó mình nó mới có 2 tháng à. Chưa được lì nhưng giờ. Việt hay phở Việt ta? Phố Việt hay phở Việt mà có nhiều món của Việt Nam. Nhiều món Việt ăn. Phở Việt. Món ăn Việt Nam, bánh mì Việt Nam đó mọi người. Cẩn thận ở phía trước xe chạy tới kìa. Cẩn thận đi vô. Đây cái này mua làm sao đi nhỏ nhỏ nhỏ. Thiệt mọi người nhưng mà mình muốn đi mua giày thể thao nhưng mà không có thấy có New Balance kìa. Ở Sevilla nó giảm giá quá. Có New Balance kìa. Nãy mình vô shop machine là điện thoại, máy tính. Đi qua bên New Balance bên kia đi.
Vui không? Minh vui không? Minh nói cho Ti nghe coi. Cái này bỏ vô cái gì? Bỏ ra bỏ cái gì vô để được chơi? Vậy đó hả? Cho bà ngồi chờ. Ai lớn rồi còn xài cái xe đẩy. Lấy gì đẩy cái xe mà bệnh cái xe đạp. Hết rồi. Đi fast. Ok nào. Rồi đi chơi. Đi nữa con ơi. Coi cái menu ở phía trước quán trước đây. Mình vô trong nhà hàng Sushi Zanmai. Từ từ đi để con lựa mì. Cái mì hồi nãy thôi nè. Ừ. Trên mỗi món thì đều có giá tiền nha, nhưng mà ra ngoài sẽ chặt thêm, sẽ tính thêm 6% nữa. À, tiền phí thuế cho nhà nước thì đó mọi người thấy mình thấy để cái bảng ở ngoài vậy. Không. Ông ngoại ăn con tôm chiên cơ. Trà xanh nha mọi người. Mèo nó ăn mì hả? Này. Bà nó cũng chắc không ăn mì luôn hả? Bà cũng ăn mì luôn. Trời ơi, mình đọc gì miếng. Tao coi cho tôi coi mặt coi. Cái ngồi nó đọc chữ. Các loại mì nhiều loại lắm. Teriyaki chicken. Đây là cái món cơm nha mọi người. Cái này ngon không? Ô, nhìn không thích. Cái này là cái gì? Chicken nè, gà nè. Ừ, cơm gà chiên này đi. Làm gì đó ai la được đâu. This one? Small. Small, yeah. Okay. Right now. Có ăn ba. Cái này có bơ. Ừ, thì nãy ba nữa. Thôi. Yeah, that's all. Now later. Một món lên đầu tiên nha cả nhà. Arigato. Cái gì cho ba nó vậy? Mẹ ơi. Con không ăn hả? À? Thì ăn hết nha. You eat what? All the food luôn. Rồi con ăn thử con nói cho tiên nghe cái đó ngon không? Cái gì mà màu xanh xanh vậy? Vô mặt luôn cơ. Mời cả nhà ăn nha. Món mình muốn lên nó chưa lên. Cái dĩa này tưởng đâu nước tương vậy ăn. Hay lúa rồi. Thấy á, Ti có thể thấy từ xa luôn á. Từ xa mà Ti thấy miên ngoan hay không là Ti biết á. Hay cơm gà cái gì tên gì quên mất tiêu rồi. Lên này. Kê gì đó. Nhưng mà nó gà này nó có gia vị nó trên mặt nha. Để mình nha cả nhà thấy ở mình ở đó small thôi, tại vì phần nhỏ thôi, tại vì phần lớn nó nhiều lắm. Hey, đủ hết chưa vậy? Đủ rồi. Ăn tối xong thì nhà mình đi vô chỗ khai xanh này. Mình cũng chưa biết là bán cái gì mà thấy đồ đẹp đẹp không. Mấy cái túi nè. Bên đây nè con, đây nè. Thấm. Bên kia có bông quá trời. Wow. So cute. Con này là 6 đồng. Đâu mà mấy mối gì vậy? Con này 10 đồng phải không? 11. Ôi, xinh vậy. Rồi cái này dinosaur mới muốn không? Nó hỏi người ta đâu rồi. Nó xinh
so cute. Đây, tôi có biết. Tôi có biết con gì đâu. Cái này nó cưng hơn này Tây. Con này bự mà có 8 đồng. Ôi trời. Đây cưng nè. Cưng nè. I'm not thick. Yêu hơn. Ê, con này hiền nè. Rồi chưa? Được. Con này đẹp không? Ừ, con này mắc cái gì? Nhiều. Ừ. Ừ. Thôi khỏi đâu. Nó chơi chứ cũng đâu có đẹp gì đâu. Ở trong đây bán ra gói niệm đồ dùng đủ thứ hết trơn. Bên đó đó, nhiều lắm á. Xe cũng có gì đâu. Con lựa được cái gì rồi mèo? Thấy là so hả? Tí thấy queo dễ thương hơn á. Ừ đúng rồi, queo đẹp hơn nè. Quá trời đẹp. Ở đây bán dớ, gối. Wow, giải rồi ra gói nệm. Mấy cái bóp nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cái này cũng mười mấy đồng. Handsome. Mấy cái này dễ xài. Mấy cái túi này dễ xài hả? Mẹ coi ra gói niệm. Mấy cái này dễ thương hả? Thôi. Cái này như có hai mấy đồng. Mấy cái bóp nè. Cái này có 11 đồng hay đâu. Cái này bằng chải gội đầu. Đừng có chải chải. Chải gội đầu này dễ thương vậy. 5 đồng rưỡi nè. Đẹp ghê. Cái này đẹp không? Ừ. Để gội đầu mày mua. Ôi trời ơi, gội đầu gội bình thường rồi. Cái gì con? Cái bunny á. À, con đi hả? Ừ. Khi qua nó. Hả, cái gì bunny á? Bunny's rabbit. Cái gì? Bunny. Đâu? Cái này để làm cái gì? For the hair. Vậy đó hả? Mấy cái bức tranh trên tường này cũng rất là đẹp luôn nè mọi người. Ô, nãy không có ai, giờ đâu không có vậy? Mấy cái đồ cục đó. Bà nó xếp hàng. Sorry. Mấy cái đồ cột tóc rất là dễ thương. Tiền nha mọi người. Giờ mình ra tới cổng ở ngoài rồi, tối rồi mọi người. Những cái đèn ở ngoài đây cũng người ta cũng đã đốt lên, thắp lên này nè. Cổng này người ta có thể đón taxi được nữa. Ở đây thì video của Tâm Tâm cũng khá là dài rồi, thì Tâm xin tạm dừng video này ở đây và sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.